Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng vừa cập nhật một số các mẫu loa bầu trực tiếp từ Mỹ, nguyên vụ trời Tây, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay, Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các mẫu loa siêu trầm của thương hiệu Calip Mỹ, các dòng loa JBL L100 Century 301 Series 4, các mẫu âm ly Denon dòng Super Audio cũng đang có ở đây. Thì chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn về các sản phẩm này cũng như là tư vấn quân sư để quý vị và các bạn là tiện lựa chọn và tham khảo. Các sản phẩm này về trực tiếp từ Mỹ, nguyên vụ trời Tây thì chúng cũng chưa kịp lau dọn, xin giới thiệu nhanh đến quý vị. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ đến Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị và các bạn hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những thông tin về các sản phẩm audio cũng như là các chương trình khuyến mại. Tháng 7 này, Tiến Dũng khuyến mại rất đặc biệt cho các sản phẩm, đó là tặng theo một cặp dây loa Pro N của Ý trị giá 800 ngàn. Dây này có chiều dài 2,5m cho các đơn hàng trên 10 triệu. Các đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV hoặc dây ba lăng Pro N của Ý. Trị giá món quà này là 500 ngàn. Video ngày hôm nay thì Dũng cũng sẽ sale giảm 500 ngàn cho mẫu loa bầu 301 Series 3. Trước mắt quý vị và các bạn, tôi đang để đây là những cặp loa bầu 301 Series 3 vừa được cập nhật tại shop. Với tình trạng zin của bạn tuyệt chọn, tuyệt đẹp do bạn hàng của Tiến Dũng đã tuyển chọn trực tiếp từ trời Tây. Tất cả zin của bạn nguyên bộ trời Tây. Ngay sau video này thì Tiến Dũng sẽ vệ sinh sạch sẽ và phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng tinh tươm sạch sẽ. Các sản phẩm này thì Dũng đều bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng và bao đúng hàng bãi xịn. Mẫu loa bầu 301 Series 3 có thể nói là mẫu loa được quan tâm và đáng chơi nhất của thương hiệu bầu. Không phải bởi vì nó rất đắt tiền, nhưng đây là một dòng có phân khúc giá vừa tiền và âm thanh của nó rất tốt. Đặc biệt quý vị và các bạn có thể sử dụng để kết hợp 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Cấu tạo một loa bát loại 20 và hai loa chấp giấy loại 8cm. Dòng này cho tiếng bát lực, sáng, rõ. Ở đây chúng ta còn thấy cả mạng nhện ở đây này. Gân loa bát còn zin theo loa, rất đẹp. Đây là anh chàng người Tây có dán miếng băng keo ở đây, chúng ta lột ra là hết. Bầu 301 Series 3, bản vỏ màu đen. Đây là giao diện phía mặt sau. Đây là các mã số kiểm hàng của các anh em đối tác của Tiến Dũng bên trời Tây. Với mẫu 301 Series 3 này, quý vị và các bạn có thể sử dụng chơi 2 trong 1, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke. Mẫu này sẽ phù hợp cho các không gian nhỏ tầm dưới 30m². Các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sở hữu 2 cặp hoặc hỗ trợ thêm một loa subwoofer để tăng thêm tiếng trầm cho mạnh mẽ hơn. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ sản phẩm này là 13 triệu. Video ngày hôm nay trong đợt hàng này và tháng 7 này, Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá ưu đãi đặc biệt hơn rất nhiều. Mức giá chỉ 12,5 triệu và tặng kèm theo một cặp dây loa Pro N của Ý. Món quà này trị giá 800 ngàn thì Dũng sẽ tặng kèm cho các đơn hàng trên 10 triệu. Lưu ý với quý vị và các bạn, chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Sau thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ đưa các mức giá về trở lại như thông thường, quý vị lưu ý. Tiếp theo trong video ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là hai chiếc loa siêu trầm của thương hiệu Calip. Trong thời gian vừa qua thì Tiến Dũng về rất nhiều các dòng súp Calip như thế này và đã được các anh em mua ủng hộ hết rồi. Trong đợt này thì Tiến Dũng về được hai chiếc, cũng vừa vệ sinh xong ở đây. Chiếc ở phía trên là Calip KSW10 của thương hiệu Calip. Chiếc này sử dụng điện 120V, công suất ngõ ra loa là 250W. Xin lỗi quý vị, công suất ngõ ra loa là 270W, nó rất mạnh mẽ. Đây là các dấu tay mồ hôi tôi vừa bưng bê. Chiếc này có nút volume, cắt tần số, đảo pha, auto off, kết nối bằng jack RCA và kết nối bằng jack bắp chuối, rất đầy đủ. Chiếc này sử dụng một loa bát điện úp đất loại 25cm. Với Calip KSW10, quý vị và các bạn có thể sử dụng trong các không gian tầm 30 cho đến 35m² là vừa. Các không gian lớn hơn anh em có thể quan tâm đến mẫu ở dưới này, đó là KSW12. Mẫu này sử dụng một loa bát loại 30cm. Loa này có phong cách khá giống với KSW10 nhưng cấu hình của nó lớn hơn. Các dòng này là dòng chữ ký. Trước khi xuất xưởng thì hãng Calip có kiểm tra rất kỹ lưỡng
test buy là các kỹ sư kiểm hàng cuối cùng sẽ ký tên. Điện 120V, hàng Mỹ, sản xuất tại Mỹ, công suất ngõ ra loa là 350W, rất mạnh. Tất cả những sản phẩm này đều là hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Chiếc KSW12 với mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 11 triệu. Video ngày nay thì Dũng cũng sẽ sale giảm 500 ngàn trong tháng 7 này. Mức giá chỉ còn lại 10 triệu 500 ngàn. Quý vị và các bạn sẽ nhận luôn phần quà tặng là cặp dây loa Pro N của Ý theo chương trình của tháng 7. Các mẫu loa hiện nay thì Dũng cũng đang có nữa, đó là các dòng loa Bose 301 Series 4 hàng Mexico. Đây là một cặp loa có phân khúc giá chỉ dưới 10 triệu, tuy nhiên cho tiếng rất tuyệt vời. Mức giá thì Dũng phục vụ là 8 triệu 800 ngàn. Riêng đối với sản phẩm này với mức giá chỉ dưới 10 triệu thì Dũng cũng sẽ áp dụng chương trình tháng 7 là tặng kèm theo một cặp dây loa Pro N của Ý trị giá 800. Tính ra thì cặp loa này chỉ còn lại 8 triệu mà thôi, mức giá rất ưu đãi trong tháng 7 này tại Tiến Dũng. Lưu ý với quý vị và các bạn là rất nhiều các anh em hay bình luận ở trên kênh của Tiến Dũng là shop này bán cao, shop kia bán thấp. Thì thông qua đây cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, khi chúng ta so sánh một sản phẩm bất kỳ thì chúng ta hãy so sánh cùng model, cùng độ đẹp, cùng các chế độ hậu mãi, bảo hành cũng như là các chế độ khuyến mại. Như vậy thì nó mới công bằng, phải không nào? Với những sản phẩm của Tiến Dũng nó đẹp như thế này thì quý vị và các bạn sẽ thấy khi chúng ta sở hữu những sản phẩm này chúng ta sẽ có cảm giác rất thú vị và thoải mái. Tránh những trường hợp mà mua những mặt hàng với mức giá quá rẻ và với chất lượng không đảm bảo thì anh em sẽ không vui trong việc chúng ta chơi âm thanh. Phía bên đây là một cặp loa JBL model L100 Century đã có dịp Tiến Dũng giới thiệu. Đây là mẫu loa được hãng JBL sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Cặp loa với tình trạng tuyệt đẹp thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 33, kèm theo phần quà tặng của tháng 7 này. Phía dưới này là những chiếc âm ly Denon dòng Super Audio 1500R 25 mã bản màu vàng thì Dũng đang sale chỉ còn lại 12 triệu 500. Chiếc ở phía trên bản màu đen rẻ hơn 1 triệu là 11 triệu 500. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 13 triệu cho bản màu vàng và 12 triệu cho bản màu đen. Đây là một dịp rất đặc biệt để quý vị và các bạn có thể sở hữu được những sản phẩm audio chất lượng cao được phục vụ bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Các anh em đã giao lưu với Tiến Dũng thì đều biết là tôi là một kỹ thuật chuyên sâu về thiết bị điện tử và thiết bị âm thanh, có trên 20 năm kinh nghiệm. Quý vị và các bạn sẽ nhận được với sản phẩm chất lượng được đảm bảo bởi chính tay tôi kiểm tra, kiểm định. Phía trên này là một cặp loa Bose Cooper Series 3. Đây là dòng loa lời đặc biệt cao cấp của thương hiệu Bose, mức giá 3 triệu 600 ngàn. Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức. Món quà này trị giá 300 ngàn. Quý vị và các bạn cũng thể liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu tụ này với chất lượng rất tuyệt vời và mức giá là 300 bao ship. Chỉ số 22mF là 300 ngàn, 33mF là 350 ngàn và 47mF là 400 ngàn. Chỉ số càng cao thì âm thanh nó sẽ càng ấm, tiếng mic nó càng hay. Phía trên này là những dòng đầu giải mã DC như là Fio K7, mức giá 6,5 triệu. Các đầu giải mã DC cao cấp hơn như là Topping, như là iFi, như là Fio thì Dũng đang có đủ ở đây. Mức giá dao động từ khoảng 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu. Ở đây tôi cũng vừa về một chiếc Denon 930V. Đây là một chiếc rất bình dân, mức giá chỉ 8,5 triệu. Ngoài ra thì shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn còn có rất nhiều các sản phẩm audio khác. Quý vị và các bạn hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật nhanh nhất các thông tin về các sản phẩm audio cũng như là các chương trình khuyến mại. Cuối cùng là Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trong những video tiếp theo thì Tiến Dũng sẽ lên những combo sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin chào và xin cảm ơn.